ngày 27 tháng 2 tại nhà văn hóa tổ dân phố Giáp Tiêu, phường Dĩnh Kế. Trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh phối hợp cùng Trung tâm văn hóa thông tin thể thao thành phố Bắc Giang tổ chức hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ nhân dân câu lạc bộ đàn hát dân ca hương quê của tổ dân phố Giáp Tiêu. Tham dự có các đồng chí Nguyễn Quách Hải, giám đốc Trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh Bắc Giang, đồng chí Bùi Văn Hưng, phó giám đốc Trung tâm văn hóa thông tin thể thao thành phố Bắc Giang, cán bộ nhân dân và câu lạc bộ đàn hát dân ca hương quê của tổ dân phố Giáp Tiêu. Tại đây, các đại biểu được nghe các đồng chí lãnh đạo Trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh và Trung tâm văn hóa thông tin thể thao thành phố Bắc Giang hướng dẫn trao đổi nghiệp vụ quản lý sử dụng nhà văn hóa tổ dân phố trong việc tổ chức các hoạt động hội họp văn hóa văn nghệ thể dục thể thao. Đặc biệt tại đây, các thành viên câu lạc bộ đàn hát dân ca hương quê của tổ dân phố Giáp Tiêu còn được các cán bộ chuyên môn của Trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh và Trung tâm văn hóa thông tin thể thao thành phố Bắc Giang hướng dẫn nghiệp vụ cách dàn dựng một chương trình văn nghệ theo chủ đề, thời gian, cách phân bố các tiết mục văn nghệ cho hợp lý, cách sử dụng âm nhạc, phục trang. Qua đó trang bị cho cán bộ nhân dân địa phương những kiến thức, kỹ năng cần thiết để quản lý khai thác, sử dụng hiệu quả nhà văn hóa trong hoạt động, sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội địa phương.